Minh Tú vung tiền thuê cả villa ở Bali, nhưng khổ sở thiếu áo váy, suýt phải quấn xà rông. Minh Tú tiết lộ lý do thuê cả căn villa. Dù chỉ ở có một mình, chia sẻ cách chi tiêu tiết kiệm đến không ngờ. Sau gần 2 tháng ở Bali, Indonesia, vì dịch Covid, Hòa hậu siêu mẫu Minh Tú có những chia sẻ thú vị với người hâm mộ về quá trình thích nghi với cuộc sống một mình tại xứ người với đầy sự thiếu thốn. Mang theo năm bộ đồ với ý định chỉ du lịch trong vài ngày. Thế, nên... Minh Tú cùng đường đến mức này sinh ý định mua xà rông. Để mặc vì hầu hết không một shop quần áo nào mở cửa. Người đẹp cũng sử dụng app để mua hàng trực tuyến, nhưng vì không hiểu tiếng bản xứ nên dẫn đến nhiều rắc rối. Sau đó, người đẹp may mắn bắt gặp một cửa hiệu. Đang bán tháo, cắt lỗ, và quyết định tậu về villa riêng một núi quần áo, chân dài 1992 tiết lộ loạt mẫu thiết kế, mà cô nàng thích được bán với giá siêu rẻ, nếu không tìm. Được nơi bán quần áo giá rẻ, cô nàng đã tính đến chuyện mua các loại xà rông để mặc qua ngày. Bên cạnh đó, Minh Tú cũng trả lời fan về lý do bao cả villa ở Bali, người đẹp chia sẻ. Nhiều khán giả hỏi Tú sao thuê cả căn villa to đùng suốt nhiều ngày liền trong khi lúc này bản thân không làm ra tiền. Người đẹp 1992 cho biết, trong những năm làm nghề gần đây cô nàng cũng dành dụng được một khoản tiết kiệm để phòng thân, và đây là lúc nó phát huy tác dụng. Thuê villa Minh Tú cảm thấy an toàn hơn khi ở khách sạn, vì giúp hạn chế tiếp xúc với người trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn thế nữa, giá thuê một căn villa với đầy đủ không gian từ bếp đến hồ bơi. Tại Bali lúc này rất rẻ, ngang ngửa với giá thuê một phòng tại khách sạn chỉ có bốn bức tường. Người đẹp muốn có không gian riêng để có thể nghỉ ngơi và nấu ăn, vì hầu hết thời gian này chỉ quanh quẩn trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, có thể thấy với chiến lược chi tiêu này, minh tú là một người đẹp khá kỹ tính và có cách sử dụng đồng tiền kiếm ra rất hợp lý phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại